Maya Aquaviva vẫn chưa từng đặt chân tới nhà hàng của cô kể từ khi nó bị đóng cửa vào tháng 3 do đại dịch. Trong suốt hơn 7 năm qua, đây đã là ngôi nhà thứ hai của cô. Bà tôi thường gọi nhà mình là Oda Sali. Oda House có nghĩa là ngôi nhà gỗ trên núi. Mọi người đến đây để tìm kiếm cảm giác và hương vị của mái ấm gia đình. Oda House là nhà hàng đầu tiên tại Manhattan mang tới cho thực khách New York ẩm thực Georgia. Không ai tin là một nhà hàng bán đồ Georgia sẽ thành công. Mọi người còn không biết Georgia là nơi nào. Và bạn có nghĩ là mấy món như Khachapuri, Chakapuri và Khinkali sẽ bán được không? Nhà hàng này đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng đại dịch lần này mang tới quá nhiều khó khăn. Mặc dù chủ nhà có giảm giá tiền thuê mặt bằng cho Aquaviva, nhưng chỉ bán đồ ăn mang về không mang lại đủ lợi nhuận. Oda House bị buộc đóng cửa, giống như rất nhiều nhà hàng khác trong khu vực. Chỉ riêng dãy phố này đã có tới 8 cơ sở bỏ không. Ai mà dám lao vào lĩnh vực kinh doanh nhà hàng vào lúc này? Oda House không phải là trường hợp duy nhất. Khoảng 3.000 cơ sở kinh doanh gia đình quy mô nhỏ đã buộc phải đóng cửa kể từ tháng 3, khi mà thành phố New York bị phong tỏa do đại dịch. Chủ các doanh nghiệp nhỏ từng hy vọng sẽ trụ được trước áp lực tài chính. Nhưng bất chấp gói cứu trợ của chính phủ, rất nhiều người đã phải bỏ cuộc. Theo số liệu lao động của New York, các doanh nghiệp nhỏ hiện đang cung cấp công ăn việc làm cho hơn 3 triệu người, gần một nửa lực lượng lao động của thành phố. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Bank Street, cửa hàng sách thiếu nhi lâu đời nhất New York, đã phải đóng cửa do đại dịch. Đây luôn là nơi mà bọn trẻ có thể tới sau mỗi buổi học, ngồi làm bài tập, nơi mà các em nhỏ có thể tới vào mỗi buổi sáng thứ bảy, ngồi cùng nhau trên thảm, nghe đọc truyện, nơi mà thầy cô giáo đưa học sinh tới để tìm hiểu về hiệu sách và tầm quan trọng của những cuốn sách. Đối với nhiều thế hệ người New York, đây từng là một hiệu sách ưa thích. Trong suốt những năm hoạt động, hiệu sách được điều hành bởi những người phụ nữ. Quản lý hiệu sách cho biết nhân viên hiệu sách không còn được trò chuyện với những độc giả nhí để bán sách nữa. Giờ thì khách hàng đặt mua sách và yêu cầu chúng tôi gửi qua bưu điện, hoặc nói là chúng tôi giờ không sống trong thành phố nữa, chúng tôi rời đi khi đại dịch bùng phát và sẽ không quay lại. Lalita Kumut hy vọng cô sẽ không phải rời đi. Sau 3 thập kỷ bán nước hoa tại cửa tiệm nằm trong Manhattan, cô cho biết nhu cầu mua nước hoa đã giảm kể từ khi đại dịch bùng phát. Lượng hàng bán ra giảm 90%. Tới giờ thì không có khách hàng nào tới mua, chắc được khoảng một khách mỗi ngày, và đôi khi là chẳng có ai cả. Kamut cho biết nếu không có sự hỗ trợ của thành phố, cửa hàng của cô sẽ không trụ nổi. Trong khi đó, cô hy vọng một loại vaccine an toàn và tin cậy sẽ sớm có mặt để cứu những người dân New York và cả những doanh nghiệp giống như của cô.